Từ giữa tháng 4 đến khoảng tháng 5 năm 2021, lực lượng ma túy công an tỉnh Lào Cai nắm được thông tin về một nhóm đối tượng ở xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương và xã Xín Chán, huyện Simacai, nghi vấn cấu kết với các đối tượng ở Lào và đối tượng ở Trung Quốc, hình thành đường dây mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Nắm được tình hình này, lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra về ma túy công an tỉnh Lào Cai đã cử lực lượng trinh sát xuống các địa bàn xác minh nhân thân, lai lịch, đặc điểm nhà ở của các đối tượng. Kết quả cho biết tại địa bàn thôn huyện Mường Khương, đối tượng chính Vàng Trung Khoa là người trực tiếp liên hệ với các đối tượng bên Lào thông qua một đối tượng ở Bản Việt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai là Thào A Chinh để tổ chức vận chuyển ma túy từ Lào sang Trung Quốc. Ở Việt Nam, đối tượng Vàng Trung Khoa chủ động liên lạc với đối tượng ở Simacai là anh em dòng tộc của Khoa như Sùng Phủng, Giàng A Chô. Vì đối tượng bên Trung Quốc cần lượng hàng lớn nên Vàng Trung Khoa, Sùng Phủng, Giàng A Chô sẽ góp tiền mua ma túy. Công tác trinh sát cũng cho kết quả, đầu mối cung cấp ma túy từ bên Lào là vợ chồng đối tượng tên Linh ở Phong Sa Lì. Từ những căn cứ này, công an tỉnh Lào Cai đã xác lập chuyên án đấu tranh. Tiếp cận được với Khoa, mà khai thác được cái thông tin từ Khoa thì vẫn rất là vô cùng khó khăn. Và nếu là người kinh thì không thể tiếp cận được với đối tượng này. Cái thứ hai là cái địa hình, cái nhà ở của Khoa này, nó đã có đường độc đạo, nó chỉ có một lối vào là vào nhà Khoa và xung quanh là được núi che chắn. Cũng giống như Vàng Trung Khoa, khu vực nhà đối tượng Giàng A Chô ở Limacai cũng là một địa bàn phức tạp về ma túy với địa hình hiểm trở. Khi xuất hiện người lạ, đối tượng có thể nắm bắt được ngay thông tin, từ đó trốn tránh rất khó tiếp cận. Nhà của Sùng Phủng tại huyện biên giới Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, gần biên giới Trung Quốc. Chính vì vậy, đối tượng Sùng Phủng chính là đối tượng chính trực tiếp tham gia trao đổi với bên Trung Quốc, cũng đồng thời sẽ giữ vai trò vận chuyển hàng cho đối tượng bên Trung Quốc. Cử gần 30 trinh sát, chia làm nhiều mũi. Và một mũi thì do đồng chí phó trưởng phòng, đội trưởng làm tổ trưởng, đi theo các cái đường biên nối mở để coi như ngăn chặn. Thế và một mũi thì coi như chặn được đường bộ để coi như là sang Trung Quốc. Và nhiệm vụ thì phải bám sát được các đối tượng khi các đối tượng là vận chuyển trên đường. Đấy. Thì biết và phải xác định rõ là đối tượng vận chuyển là phải có hàng. Đấy, có hàng thì mới bắt. Như vậy, thông tin về một đường dây mua bán trái phép chất ma túy đã được thu thập, lực lượng phương tiện được huy động tối đa. Nhiệm vụ của tổ công tác lúc này là phải tập trung đánh án một cách hiệu quả nhất. Những phương án đánh bắt được triển khai bí mật một cách tuyệt đối. Tổ công tác thứ nhất được triển khai xuống các huyện Mường Khương, Simacai nhằm thu thập chi tiết hơn nữa nhân thân lai lịch của các đối tượng, vẽ sơ đồ nhà ở, phương tiện đi lại, tìm kiếm thông tin, nắm bắt di biến động của đối tượng. Lúc này, nguồn tin cho biết, trong khoảng tháng 7, các đối tượng sẽ triển khai mua bán một lượng hàng lớn. Vàng Trung Khoa đã liên lạc với đối tượng Thào A Trinh ở Lào Thống Nhất. Vì lượng ma túy rất lớn nên các đối tượng sẽ để vợ chồng Linh giao ma túy theo hai hướng.
trong đó đối tượng Linh sẽ giao ở Thanh Hóa, còn chồng sẽ giao ở Sơn La. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thì xác định rằng cái đối tượng bên mạng Sơn La thì lại do chồng của Linh sẽ giao cho hàng cho một đối tượng nữ ở bên đấy để chuyển về cho Lào Cai để giao cho Khoa. Cái thứ hai là ở bên Thanh Hóa thì Linh sẽ trực tiếp giao hàng cho một đối tượng mà Linh đã quen biết từ trước rồi và đã gặp gỡ và thường xuyên trao đổi với nhau là để sẽ giao hàng cho đối tượng này mang hàng sang trực tiếp về Lào Cai này. Như vậy, sẽ có hai hướng vận chuyển hàng, một hướng từ Mường Lát, Thanh Hóa, một hướng từ Mộc Châu, Sơn La cùng chuyển về Lào Cai để đưa sang Trung Quốc. Vậy hai đối tượng sẽ nhận hàng từ vợ chồng Linh là ai? Đây là mắt xích quan trọng bắt buộc ban chuyên án phải tìm ra lúc này. Lực lượng cảnh sát ma túy công an tỉnh Lào Cai phối hợp với công an các tỉnh Thanh Hóa, Sơn La rà soát toàn bộ các đối tượng nổi ở địa bàn giáp biên. Lúc này ở Thanh Hóa, công an phát hiện ra một đối tượng nổi ở huyện Mường Lát có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc mua bán chất ma túy và thuộc diện quản lý của lực lượng công an là Sùng Xeo Vành, trú tại thôn Mún 1, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hóa. Cùng thời điểm tại Sơn La, các mũi trinh sát cũng đã phát hiện được đối tượng có điểm nghi vấn đáng ngờ. Tên Mùa Thị Chá, trú tại thôn Phiên Càng, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ban chuyên án quyết định siết chặt hơn nữa việc giám sát di biến động của các đối tượng trong diện theo dõi. Đối tượng Mùa Thị Chá này thì đã có cái biểu hiện và cái về tội phạm về ma túy này từ rất lâu, từ những năm 2015-2016, bởi vì những đối tượng này có cái sự bất minh về kinh tế, về tài sản, đấy, thế là cũng phản ánh của một số cái quần chúng ở địa bàn của đối tượng, thì sau đó thì cũng nắm được là đối tượng này thường di chuyển đến những cái địa bàn như là Lào Cai, đấy, hoặc là Yên Bái, và những lần đi thì đối tượng cũng có thể đi hàng tuần, và cũng có thể đến 1-2 tháng. Ngày 14 tháng 7 năm 2021, thông tin từ mũi trinh sát nằm tại xã Tân Lập, Mộc Châu, Sơn La cung cấp. Đối tượng nữ trú tại thôn Phiên Cảnh, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã ra khỏi nhà từ rất sớm. Các tổ trinh sát lúc đấy là phát hiện ở trong cái thôn đấy là có một người phụ nữ đi ra từ rất là sớm, tầm 3 giờ sáng. Đã bắt đầu nó đi di chuyển rồi, nó di chuyển từ trong thôn ra có rất là biểu hiện rất là nghi vấn, bởi vì thôn đấy là cái thôn của bản người Mông thì người ta cũng không có buôn bán gì từ sáng sớm cả, chủ yếu là làm nông thôi, và đối tượng này di chuyển từ cái sáng sớm mà đi rất là biểu hiện rất là đáng nghi, thì là anh em mới trinh sát mà tổ chức theo dõi. Con đường mà đối tượng di chuyển là con đường độc đạo, bất cứ sự xuất hiện nào của người lạ mặt cũng có thể làm bại lộ kế hoạch lớn. Đây là một thách thức đối với công tác trinh sát, nhưng với sự linh hoạt, mưu trí của lực lượng tham gia chuyên án, mọi di biến động của đối tượng vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Lúc này tổ công tác lại chia thành hai mũi bám theo đối tượng di chuyển theo hai hướng khác nhau.
Mùa Thị Trá không hề biết rằng, ngay từ lúc rời khỏi thôn Phiên Cành, dù đã sử dụng nhiều phương kế thay đổi nhân dạng nhằm qua mặt lực lượng chức năng, nhưng mọi hoạt động của đối tượng đã đều bị lực lượng chức năng giám sát. Qua xác lọc thì tìm được hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Đấy, nên chúng tôi đã cử hai tổ để tiến hành theo dõi. Trong đó thì qua xác minh thì một đối tượng không phải là người dân tộc, nên chúng tôi tập trung đấu tranh với đối tượng còn lại. Thì đối tượng này thì có nhiều biểu hiện nghi vấn. Sau khi xuống xe khách thì không lấy hành lý luôn mà loanh quanh ở khu vực bến xe đấy, chờ người để ngó trước ngó sau đấy, sau đó là đối tượng này đợi hết tất cả hai hành khách lấy đồ thì đối tượng này mới quay lại để lấy đồ ba lô ở bến xe. Thì lúc này là các trinh sát nhận định là chắc chắn là đối tượng này đang cầm ma túy. Vào lúc 9 giờ tối, xe chở đối tượng Trá cuối cùng cũng đã về đến bến xe trung tâm thị xã Lào Cai. Mùa Thị Trá lấy ba lô ở trên xe rồi di chuyển xuống. Đây là thời cơ chín mùi để lực lượng trinh sát bắt giữ. Với cái kinh nghiệm của những người lính trinh sát ma túy thì khi chúng tôi cũng đợi cho đối tượng là sau khi đảm bảo đối tượng cảm thấy là an toàn, đối tượng nên cầm ma túy để đi theo thì chúng tôi trung chuyển sang xe khác thì chúng tôi bắt. Đấy, bắt thì thu giữ là vật chứng là gồm 24.000 viên ma túy tổng hợp cộng với 6,4 kg thuốc viện, một điện thoại di động, 2,5 triệu đồng. Mùa Thị Trá là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia đã được bắt giữ, nhưng chiến thắng này chỉ là mở đầu cho việc hút trọn cả đường dây ma túy khủng trong chuyên án này. Lúc này tại Simacai, tỉnh Lào Cai và huyện Mường Lát, Mường Khương, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng trinh sát được lệnh tiếp tục theo sát mọi di biến động của các đối tượng và đảm bảo bí mật tuyệt đối. Tại Mường Lát, dù xác định Sùng Seo Vành đã nhận hàng của Linh, khi về địa phương, Vành lại không có bất kỳ hành động nào. Đối tượng vẫn chỉ loanh quanh trong địa bàn, không có biểu hiện chuẩn bị đi giao hàng. Nhưng chỉ trong ít ngày, đối tượng Vành đã thoát khỏi sự giám sát của các trinh sát và biến mất. Ban chuyên án tức tốc cho phong tỏa những khu vực có hoạt động của đối tượng Vành. Nhưng theo một nguồn tin cho biết, nhiều khả năng đối tượng cất giấu ma túy trên đồi. Quả đúng như nhận định, ngày 16 tháng 7 năm 2021, đối tượng Sùng Seo Vành đã đi lên đồi ở khu vực giáp biên giới để lấy ma túy về, chuẩn bị chuyển lên Lào Cai, giao cho đối tượng Vàng Thị Khỏa.
Trưa cùng ngày, Vành đón xe khách từ Mường Lát đi thành phố Thanh Hóa, sau đó đi lên Lào Cai. Sáng ngày 16 tháng 7, đấy, thì Vành đi xe xuống cao tốc Nội Bài. Đối tượng này là đi theo đường cao tốc Nội Bài. Đấy. Xuống Lào Cai đến cái km 224 thuộc địa phận xã Phú Lu, Bảo Thắng, Lào Cai, thì đối tượng xuống xe, sau đó đi về hướng Bản Việt. Cả đêm đấy là chúng tôi, các tổ trinh sát thì vẫn tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ. Tại các huyện Mường Khương, Simacai, tỉnh Lào Cai, nhất cử nhất động của các đối tượng Vàng Trung Khoa, Giàng A Chu, Sùng Phủng vẫn được ban chuyên án theo sát. Trong khi đối tượng Vành di chuyển từ thành phố Phố Lưu đến điểm hẹn thì Khoa, Chô, Phủng cũng di chuyển từ nhà của Phủng ở xã Bản Lầu. Hai đối tượng Vàng Trung Khoa và Giàng A Chô có nhiệm vụ giao hàng và cảnh giới. Đối tượng Sùng Phủng đi đón đối tượng Sùng Xeo Vành nhận ma túy từ Vành. Tại con đường liên thôn nối Bản Cầm với Bản Lầu thuộc huyện Mường Khương, Sùng Phủng sau khi nhận được ma túy từ Vành đã nhanh chóng đến gặp Khoa và Chô để giao lại. Hoạt động mua bán ma túy tưởng rất tinh vi và kín kẽ, thế nhưng đã không qua được mắt của lực lượng công an. Tuy nhiên, thời điểm phá án chưa đến, các trinh sát vẫn phải nín lặng chờ thời cơ. Ban chuyên án xác định là không thể bắt ở trong cái khu vực đấy được, bởi vì là nhưng là không thể bố trí lực lượng được, cái đường là đường nhỏ, mà chỉ cần có ô tô hay là xe máy người lạ vào cái là các đối tượng nghi ngờ ngay. Lựa chọn thời cơ, địa điểm, đấy, không gian, thời gian để phá án, đây cũng là rất là quan trọng. Đấy, làm sao mà coi như là bí mật, bất ngờ, đấy, đối tượng là không kịp trở tay, không kịp tẩu tán hàng hóa, cũng như là tiêu tẩu tán vật chứng, cũng như là chạy thoát. Và khi bắt được đối tượng thì báo cáo ông chí là cũng phải đảm bảo về an toàn về người phương tiện cho lực lượng truy bắt và thu giữ vật chứng, nhưng cũng phải đảm bảo an toàn cho đối tượng. Sau khi hoạt động mua bán ma túy đã được thực hiện theo kế hoạch, thì Vàng Trung Khoa và Giàng A Chô cùng nhau di chuyển trên một chiếc xe máy về hướng Tả Ngài Chồ. Lúc này, nhận định thời cơ đã chín mùi, chuyên án bắt Khoa và Chô được triển khai. Từ tình huống bắt người trong trường hợp phạm tội quả tang, ban chuyên án đã tiến hành lấy lời khai nhanh với Vàng Trung Khoa và Giàng A Chô. Trước bằng chứng không thể chối cãi, các đối tượng Khoa, Chô đã phải nhanh chóng cúi đầu nhận tội và khai ra các đồng phạm trong đường dây ma túy này là Sùng Xeo Vành và Sùng Phủng. Đây cũng là một trong những bằng chứng quan trọng giúp ban chuyên án theo dõi sát Vành và Phủng, sau đó ra đòn quyết định. Ngày 16 tháng 7 năm 2021, tại bến xe trung tâm thành phố Lào Cai, lực lượng trinh sát vào vai hành khách đi xe đã lập tức ra tay khống chế, bắt
giữ đối tượng Sùng Xeo Vành, thu giữ tang vật là 1 tỷ 290 triệu đồng. Các mũi trinh sát cũng ngay lập tức bắt đối tượng Sùng Phủng tại thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Kỷ niệm với tôi trong chuyên án này là có nghĩa là phải đi công tác nhiều ngày, không được về trở về với gia đình. Nhiều lúc vợ con cũng gọi điện hỏi bao giờ anh về và như thế nào, cũng không dám trả lời, cũng không biết là lúc nào được về nữa. Nên là cũng mong là gia đình lúc nào cũng tạo điều kiện để mình yên tâm công tác và cũng nỗ lực hơn trong công việc để hoàn thành nhiệm tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho. Chuyên án 512C thể hiện cái sự quyết tâm, quyết liệt, chỉ đạo sát sao cũng như áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và tổ chức, đặc biệt ở đây chúng tôi đã chỉ đạo tổ chức kế hoạch vây bắt, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia cũng như của nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là trong quá trình áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo tuyệt đối an toàn khi bắt giữ và xử lý đối tượng đúng người đúng tội đúng pháp luật. Hơn 6 tháng kể từ ngày chuyên án được xác lập, cho đến khi đối tượng cuối cùng trong đường dây sa lưới. Chuyên án 521C đã khép lại với một thắng lợi tuyệt đối. Lực lượng chức năng đã bắt giữ toàn bộ những đối tượng phạm tội trong vụ án và thu giữ toàn bộ tang vật, bao gồm cả tiền và ma túy, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chiến sĩ tham gia chuyên án. Đây là một chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Lào Cai trong năm 2021.